Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 1.200 cái token SNR tương đương với 10 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue này. Tiếp tục thì mọi người sẽ xác minh captcha bằng cách thực hiện cái kết quả phép tính ở đây nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ join vào Telegram. Rồi quay trở lại, mọi người giao tiếp vào kênh channel, sau đó quay trở về và follow Twitter, retweet bài đăng. Rồi chọn theo dõi này. Mọi người chọn like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Chọn don. Tiếp theo chọn don này. Rồi sau đó nhập username của Twitter. Rồi tiếp theo mọi người chọn don. Sau đó gửi cho nó địa chỉ ví PEP20. Rồi, ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.